Đây chắc đang chơi đồ chơi mới nè các bạn ha. Mình mới mua từ Amazon đó. Đây chắc chơi rất là mê, rất là hăng say luôn. Dạo gần đây là chắc bị quá là ghiền iPad đi đó. Mình phải mua đồ chơi cho chắc chơi. Mua nhiều loại rồi nhưng mà cái loại kia nó không thích. Nó thích piu 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 giống như vậy nè. Thành ra là bây giờ mình mua cái bộ này, nó chơi nãy giờ cũng lâu lắm, nó chơi nãy giờ cũng được có 10 phút rồi đó. Này, đây là cái bộ của chat, bộ đồ chơi này của chat nè. Các bạn, các anh chị nào mà có con nhỏ đó thì có thể là mua cái bộ đồ chơi này ha, cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Trong đây có 80 miếng. Mình mua lúc nó on sale chỉ có mười mấy đồng thôi. Và mình thấy rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Cái túi này thì cũng rất là chắc chắn ha. Cái dây kéo nó cũng chắc chắn nữa. Chơi xong có thể bỏ ngược trở lại vào đây để giữ, để trữ lại. Và cái phần này nè các bạn ha. Mình thấy là những cái chi tiết này người ta làm rất là sắc sảo, không có cẩu thả. Và cái nhựa của nó đó mình thấy cũng rất là tốt nữa. Cái nhựa của nó mình thấy rất là tốt luôn á. Sao nào, chắc nó mới nghe màu này, màu gì, màu gì? Blue, blue, red. Good job. Yellow, chắc yellow. Nó yellow kỳ vậy. Ok. Purple. Dạ, ấy. Đâu. Green. 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 Còn màu gì nữa ta? À, màu này. Orange. Chắc orange. Mê, 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 mê. Orange. Chắc ta mê, đang mê say rồi. Rồi, thì mình quay trở lại ha. Cái bộ này, cái bộ này nè các bạn. Cái này thì không phải nha, cái này thì là một cái bộ khác của nó rồi. Còn cái bộ này thì là cái bộ đơn giản thôi, nó chỉ có thể build được giống như vậy thôi ha, basic thôi. Cái bộ này là cái bộ mà dành cho trẻ em từ 1 tuổi, rất là đơn giản ha. Nhưng mà mình thấy là nó rất là chắc chắn các bạn, nên mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Ví dụ mình có một cục ở đây, khi mình lắp vào thì rất là nhẹ, mình không có cần dùng sức nhiều. Và khi mà mình lắp nè, nó rất là chắc. Tại vì có nhiều loại mình đã mua trước đó đó, thì khi mình lắp vào có khi thì rất là cần phải dùng rất là nhiều sức để mình lắp lắp vào. Thì lắp vào cứng và tháo ra nó cũng cứng. Và có nhiều bộ phải lắp vào dễ và nó cũng dễ, rất là dễ bị sức. Riêng cái bộ này mình thấy là lắp vào rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, lắp vào rất là nhẹ nhàng như thế này mà lại không có sức nè. Đó các bạn thấy không? Đây là mình thấy là cái chất lượng của nó cũng khá là tốt đó các bạn. Thì thường đối với những cái builder giống như vậy á, thì mình sẽ nghĩ ngay đến cái hiệu là Lego. Còn đây không phải là cái hiệu Lego, nhưng mà mình thấy là cái hiệu này nó cũng khá là tốt đó các bạn. Giá cả thì lại phải chăng nữa. Cái này mình rất là recommend cho các bạn nào mà đang kiếm một cái sản phẩm cho con mình chơi ha. Đặc biệt là các bé trai rất là thích cái trò này. Và mùa này nữa thì mình có thể là mua làm quà thì rất là hay ha, mua làm quà cho các em nhỏ. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Có gì mình sẽ review thêm cho các bạn cùng xem nha. Bye bye. Mẹ con cùng chơi ha. Mẹ con cùng chơi nha. Thằng chat rất thích build cho cao, thật là cao. Yeah, you like it? Ngã rồi.